Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Vụ bạo hành trong nhiều năm qua chúng ta thấy vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam cũng như là các nước khác trên thế giới. Bên cạnh đó là chúng ta rất là phẫn nộ về những hành động của những người trong cuộc. Mới đây thì quý vị khán giả cũng biết là vụ bé 8 tuổi, bé Vân An bị mụ dì ghẻ đánh hành hạ cho tới tử vong. Và trước đó một vụ bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội, chính người bố ruột của mình đã có những hành động làm cho con phải là ra đi vĩnh viễn không về. Gần đây thì vụ bạo hành trẻ em rất là nổi trội trong xã hội Việt Nam mà cộng đồng tất cả mọi người rất là phẫn nộ. Trước khi bé 8 tuổi Vân An bị mụ dì ghẻ đánh đến tử vong thì trước đó vụ bé 6 tuổi đó quý vị khán giả, thì hiện tại người bố bị đề nghị truy tố khung hình phạt từ 7 đến 14 năm tù vì con học chậm, mất tập trung. Ông dùng nhiều vật dụng đánh con gái 6 tuổi của mình thay vì dạy dỗ khi mà bé còn quá nhỏ, và cái độ tuổi như vậy thì khó mà tập trung được. Nếu như bậc phụ huynh làm cha làm mẹ thì phải kiên nhẫn và hướng cho con mình một cái điều tốt nhất, hoặc nếu mà không có khả năng dạy con được thì chúng ta có thể là nhắc nhở hỗ trợ con. Còn việc hỗ trợ học tập thì theo chỉ dẫn của cô giáo, phụ huynh ở nhà hỗ trợ con, mà nếu cảm thấy không làm được điều đó thì chúng ta cũng không nên dùng những cây roi bạo lực đối với những đứa trẻ. Thực sự là cái chết oan uổng của bé 6 tuổi đã gây chấn động trong thời gian qua. Chính người bố của mình bị truy tố về tội cố ý gây thương tích với khung hình phạt là 7 đến 14 năm tù. Ngày hôm qua là ngày 13 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố tội can là Lê Thành Công, 43 tuổi, ở phường Xuân Dĩnh, quận Bắc Từ Liêm, về tội cố ý gây thương tích theo khoản 4 điều 134 Bộ Luật Hình sự đối với khung hình phạt 7 đến 14 năm tù. Nhiều người chia sẻ rất là phẫn nộ về những hành vi của ông bố này. Ông tên Lê Thành Công nhưng mà ông không thành công. Ông đã thất bại trong cuộc đời của ông, và chính ông là người mà đã làm cho con gái ông tử vong dưới bàn tay của ông. Theo kết luận điều tra thì khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, ông Công dạy bé A, sinh năm 2015, bé tên là LHA, ở đây được giấu tên quý vị khán giả, học tại nhà số 14 ngõ 323 Xuân Đỉnh. Trong quá trình dạy học cho con, thấy con mình mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố lấy đũa gỗ dài khoảng 25cm vuột hơn 10 lần vào mu bàn tay. Như vậy thì chân tay của bé đã chính bị người bố của mình đánh vào tay, đánh vào chân. Khi mà chia sẻ hình ảnh thì bàn tay bàn chân của bé bầm tím, hết sức là đau lòng quý vị khán giả. Đôi khi những đứa trẻ lên 5, lên 6, lên 7, cái độ tập trung của bé nó rất là khó. Không phải giống như người lớn mình kêu là bé đã làm được, mà phải từng bước hướng dẫn. Đôi khi con mình nó mới bước vào tuổi chập chững, coi như là mới bước vào cái ngưỡng cửa học tập thì nó rất là xa lạ với tuổi mầm non, cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, rèn luyện và đồng thời phải hỗ trợ hết mình cho con mình. Nếu như không may là con mình tiếp thu chậm chạp thì mình cũng phải cố gắng kiên nhẫn, chứ có bao giờ người bố, người mẹ lại có những cái hành động mà tàn nhẫn như thế, đánh con mình tay chân bầm tím hết. Bị can lúc đó là người bố nhờ vợ lấy cây chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, người mẹ không tìm thấy cây chổi nên đưa một que tre dài 50 cho chồng. Người đàn ông này tiếp tục vụt vào mông, vào lưng con gái. Thời điểm này, vợ ông Công nấu ăn và kể với người chồng về việc con gái thời gian qua liên tục mất tập trung khi học, mãi xem tivi. Điều này khiến người cha thêm tức giận và lấy cán chổi quật hàng chục phát vào mông bé gái 6 tuổi. Kính thưa quý vị khán giả, cả hai vợ chồng thực sự ra bậc phụ huynh cũng không hiểu được tâm lý của con mình. Khi bé nó mới hoàn thành xong ở mầm non, khi lên tiểu học bắt đầu là lớp 1 thì có nhiều cái bé nó rất là ngỡ ngàng và nó xa lạ. Đôi khi con mình
có những cái không tập trung thì mình làm cách nào để hỗ trợ, chứ không thể nào dùng những cái hành động bạo lực, cây gôi quốc, có thể là nhẹ nhàng, nhưng ở đây ông bố quá nặng tay. Sau cái vụ mà ông bố đánh như vậy thì đến 12 giờ cùng ngày bé gái được tạm tha để ăn trưa. Có nghĩa là trong suốt cái thời gian mà từ buổi sáng thì ông bố cứ ngồi canh con học và dạy con học chậm chạp thì ông bố lại đánh. Sau đó là khi mà tới trưa 12 giờ thì tạm tha rồi. Đó, sau đó thì bé A đi ngủ. Đến 15 giờ 30 thì bé A tỉnh dậy, được bố mẹ cho uống sữa và ăn cháo. Ăn xong thì A xuất hiện đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Sau đó thì bé gái được cho đi tắm và bắt đầu bị nóng sốt. Vợ của ông Công cho bé gái uống thuốc hạ sốt, nằm nghỉ tại phòng, nhưng sau không lâu thì con nôn ói. Bị can cùng vợ liền đưa con tới bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng mà bé gái đã tử vong lúc 17 giờ 50 cùng ngày. Hết sức là đau lòng quý vị khán giả. Ngôi nhà của vợ chồng ông Công này rất là khang trang, làm đại lý nước khoáng, quý vị khán giả, tập trung kinh doanh. Nhưng mà cái phần giáo dục dạy dỗ con, thật sự cha mẹ là không có cái kiến thức để hỗ trợ con cái mình tại nhà. Cũng như là trong thời gian bé học tập không tập trung, hay có những cái biện pháp nào phù hợp, và có thể chúng ta có thể là tìm nguyên nhân vì sao bé không tập trung để vợ chồng có thể giúp đỡ. Chứ bé không thể bắt buộc như mình, người lớn được, mà bé có những cái mà chúng ta phải tìm hiểu và cần hỗ trợ. Có những bé nhanh, có những bé chậm. Nếu con mình rơi vào trường hợp bé chậm thì mình cũng phải cố gắng kiên nhẫn. Khi mà bé tới bệnh viện thì bác sĩ đã phát hiện thi thể của bé có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an tại sở tại. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 28 tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công về tội cố ý gây thương tích. Hai ngày sau, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận nguyên nhân bé A tử vong là do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể của nạn nhân do tác động của những cái vật dụng khác trên cơ thể. Trong hồ sơ, bị can đã có một tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù. Kính thưa quý vị khán giả, hậu quả để lại của những người mà làm cha làm mẹ không có cái phương pháp dạy dỗ con dùng cây gọc gậy để đánh con như vậy, thực sự tuổi bé rất là nhỏ, bé không có thể nào chống cự lại nổi, cũng như là cơ thể của bé rất là mỏng manh, giống như là pha ly dễ vỡ vậy quý vị khán giả. Cho nên bậc làm cha làm mẹ, mình phải cố gắng tìm phương pháp nào đó để hỗ trợ giúp cho con. Ông Công cũng như là mụ dì ghẻ mà đã là đánh bé An tử vong, thì hai người này thực sự là cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo điều tra tội phạm thì quý vị khán giả thấy là trước đây ông Công này cũng từng là có một cái tiền án tiền sử là bắt cóc, chiếm đoạt tài sản. Đó. Thì một người sau thời gian là 15 năm tù trở về, thì ông Công là cưới vợ làm ăn buôn bán như vậy, tới ngày hôm nay thì nhà cửa khang trang và làm đại lý cho một cái công ty và buôn bán làm ăn phát đạt. Nhưng tới ngày hôm nay do sự nóng tính của mình và dạy con phản giáo dục cho nên là con ông ra đi dưới bàn tay của ông. Chắc có lẽ là nỗi đau của những người trong cuộc. Và bây giờ thì ông Công mới hiểu được thế nào là nỗi đau khi mất mát đứa con gái thân yêu bé bỏng của mình trong vòng tay của mình. Đó là một cái tội lỗi mà chúng ta thấy là không thể nào mà tha thứ được, và pháp luật phải trừng trị những con người như thế. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.